chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video mới của Hey Fashion. Nói về chủ đề skincare nhiều rồi, hôm nay chúng mình sẽ đổi gió chút nha. Chủ đề Beauty Talk ngày hôm nay thì chúng mình sẽ nói về cách làm sao để chăm sóc mái tóc xoăn bồng bềnh này ngay tại nhà nhé. Mình nghĩ có hai vấn đề mà các cô nào sở hữu mái tóc xoăn quan tâm nhiều nhất. Thứ nhất đó chính là làm sao để mái tóc này luôn được bồng bềnh và mềm mượt. Và thứ hai là làm thế nào để giữ nếp tóc xoăn được bền hơn. Tò mò không? Xem tiếp đi rồi mình bật mí cho nhé. Để có được một mái tóc xoăn mà không cần bất công tạo kiểu mỗi ngày thì chắc chắn các bạn cần phải tác động hóa chất rồi đúng không? Mà dù thuốc uống có đắt tiền hay nhiều dưỡng thì nó vẫn sẽ khiến tóc bị yếu đi ở một mức độ nhất định. Khô, trẻ ngọn, sơ xác, dễ xù rối là những tổn thường gặp nhất ở những cô nàng hay bỏ bê, không nâng niu mái tóc của mình đấy. Nằm lòng ngay những cách chăm sóc tóc uốn sau đây để mái tóc xoăn luôn được bồng bềnh và mềm mượt nhé. Thứ nhất, gội đầu đúng cách. Đầu tiên, bạn cần phải biết cách chọn dầu gội nha. Bạn nên chọn các sản phẩm dầu gội chuyên phục hồi tóc yếu và hư tổn, chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nếu da đầu bạn nhiều dầu, tóc dễ bết dính thì nên chọn dầu gội thích hợp làm khô thoáng da đầu và tơi tóc. Bạn nào hay rụng tóc thì dùng loại có chứa tinh dầu thiên nhiên như cam, chanh, bưởi giúp giảm rụng tóc nhé. Thứ hai, bạn không nên gội đầu mỗi ngày. Vì việc này sẽ khiến da đầu của bạn mất đi độ ẩm tự nhiên và chỉ khiến tóc nhanh rũi hơn mà thôi. Vậy nên bạn chỉ cần gội khoảng 3 lần một tuần là đủ nha. Bạn nên gội kỹ phần da đầu, tránh để sản phẩm lâu trên thân và đuôi tóc vì để lâu sẽ khiến thân tóc bị mất đi độ bóng tự nhiên. Thứ hai, nên thường xuyên sử dụng dầu xả và ủ tóc. Khi bạn gội đầu, một số dầu tự nhiên trên tóc đã bị trôi mất nên hãy dùng dầu xả mỗi khi gội đầu xong để bổ sung dưỡng chất, giúp tóc không bị xù, thiếu sức sống và dễ vỡ rối. Khi dùng dầu xả thì ngược lại với dầu gội, chỉ nên bôi phần thân và đuôi tóc, tránh phần chân tóc nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên ủ tóc hoặc sử dụng thêm các mặt nạ dưỡng tóc từ bơ, dầu dừa một lần một tuần để tóc bóng mượt và nếp sóng tóc được căng hơn nha. Thứ ba, nhớ bôi kem dưỡng tóc sau khi gội đầu và trong khi tóc còn ẩm nhé. Hiện tại có rất nhiều các sản phẩm dưỡng tóc vừa có tác dụng giữ nếp vừa có tác dụng làm mượt tóc. Tùy vào nhu cầu và kinh tế, bạn có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng tóc của mình. Ví dụ mình có lọ dưỡng tóc này này, mỗi khi gội đầu xong ấy thì mình thường lấy một ít bôi nhẹ lên tóc, sờ rất là mượt tay. Mình thấy những sản phẩm dưỡng tóc như thế này thực sự nên và đáng để đầu tư. Giống như da của chúng mình ấy, đừng mải skincare mà quên mất hair care nha. Thứ tư, bảo vệ tóc khỏi các tác nhân gây hại. Bạn không nên sử dụng hóa chất quá nhiều như uốn nhuộm trong một khoảng thời gian ngắn và liên tục. Hãy để cho tóc có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Tốt nhất bạn chỉ nên làm hóa chất khoảng 2 lần một năm thôi nha. Thứ hai, tránh lạm dụng nhiệt lên tóc như mải uốn hoặc là sấy nhiệt độ cao sẽ khiến tóc bị khô sơ. Cuối cùng, bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời và khói bụi. Ánh nắng sẽ làm ngọn tóc bị cháy và khói bụi khiến tóc bị sơ rối. Vậy nên khi đi đường thì bạn nên đội mũ và kẹp tóc gọn gàng nha. Thường thì uốn tóc bằng hóa chất có độ bền khoảng 3 đến 6 tháng, tùy vào chất tóc và hóa chất cũng như kỹ thuật mà salon sử dụng cho tóc của bạn. Thế nhưng những lọ tóc xoăn này có thể giữ nếp được lâu hơn nữa, phụ thuộc rất nhiều vào cách các bạn chăm sóc, sấy tóc và giữ nếp tại nhà. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sấy khô và tạo nếp tóc đúng cách nhé. Thứ nhất, về cách sấy tóc. Với tóc xoăn thì việc sấy tóc khá là quan trọng, nó sẽ quyết định đến cái sự bồng bềnh của mái tóc đó nha. Bước 1, thấm và lau khô tóc bằng khăn mềm có độ thấm hút nước tốt, bóp nhẹ tóc theo chiều từ dưới lên trên, tránh vò hoặc là xoa vì sẽ khiến tóc rối và xù hơn. Sau khi thấm nước bằng khăn, điều bạn cần làm là thoa một chút dầu dưỡng lên phần đuôi tóc và thân tóc, tránh thoa trực tiếp lên phần da đầu vì sẽ dễ khiến tóc bị bết. Bước 2, sấy tóc. Đầu tiên, bạn hãy sấy khô phần chân tóc và da đầu trước theo chiều hướng xuống. Thứ hai là nên xác định được bạn muốn tạo kiểu sóng nước to hay sóng nước bé. Với sóng nước to như là xoăn lơi, công đoạn này sẽ hơi phức tạp hơn một chút. Tùy theo độ dày của tóc, bạn nên chia tóc làm 3 đến 6 tép tóc nhỏ mỗi bên. Xoăn tóc theo hình lò xo về cùng một hướng, thường là từ trong ra ngoài và sấy từng tép tóc một. Làm như vậy đến khi tóc khô hoàn toàn. Với sóng nước bé như là xoăn hippie, bạn nên để tóc khô tự nhiên, không nên sấy vì sẽ dễ khiến tóc bị rối bung rối xù như thế này nè. Thứ hai, chọn lược cho tóc uốn. Bạn nên lựa chọn những chiếc lược răng thưa như thế này hoặc là dùng tay để cào tóc nhé. Không nên lựa chọn những chiếc lược răng thít hoặc là lược tròn như thế này vì nó sẽ khiến tóc bạn bị rối và mất nếp tóc đấy nhé. À, bạn nhớ phải chải tóc trước khi gội đầu hoặc sau khi sấy và tránh chải tóc khi tóc còn ướt để giảm thiểu cái tình trạng tóc bị rụng nha. Thứ ba, giữ nếp tóc bằng kẹp càng cua và lô quần tóc. Đây đây, chiếc kẹp tóc huyền thoại, vật bất ly thân của các chị em tóc xoăn.
Ban ngày khi mà chưa cần sinh thì bạn có thể kẹp tóc lên bằng kẹp càng cua như thế này. Khi thả ra sẽ có một nếp tóc xoăn siêu bồng bềnh luôn. Còn buổi tối trước khi đi ngủ thì bạn cũng kẹp như thế, nhưng kẹp cao lên để không bị cộm. Hoặc bạn có thể dùng lộ uốn hay tết tóc bằng khăn lụa là sáng dậy sẽ có một mái tóc xoăn trong phút mốt mà chả cần lích kích tạo kiểu bằng máy uốn tốn thời gian. Vậy là qua những chia sẻ lần này của Hair Fashion thì các bạn đã biết cách chăm sóc mái tóc xoăn của mình chưa? Nhớ là mái tóc sẽ quyết định 50% sự xinh đẹp của các bạn đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Nhớ like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.